tâm. Ở đây có cả cháu nữa. Cái niềm vui của các cha các sư đi đến đâu cũng là cái niềm vui của đời sống thân thiết. Và khi cảm nhận được điều đời sống thân thiết, cái niềm vui đó nó nằm ở tại chỗ sâu xứ mình với những người gặp nhau hàng ngày. Đồng thời quan trọng hơn đó là niềm vui mà được cộng tác với gia sư và đồng cảm gia sư là người thân lớn nhất. Hôm nay cái niềm vui nó chỉ là một cái phải thôi. Và niềm vui và là những chỗ chấm nặng á, nó kéo dài 3-6 năm ngày. Cho nên đây là cái hướng phải chúng ta tiếp tục chấm tiếp. Để nó sẽ là những niềm vui nối dài. Và xin cảm ơn Đạo Đạo Vĩnh Đâm, các sư, đồng cảm với những người đã đang có một gia đình. Năng lượng chúng ta cũng chia sẻ, nhà chúng ta cũng chia sẻ. Thất bại, thành công chúng ta cũng gánh vác với nhau. Đồng thời